trong sinh tại cực kỳ buồn và cảm thấy có lỗi với bản thân của mình. Tại sao lại không chọn bạn ấy, và tại sao để bạn ấy ra việc trong kiểu như là một mình. Anh rất là buồn, thật sự. Anh không hiểu tại sao nước mắt nó cứ rơi hoài, thật sự đúng không? Tại vì anh không hiểu, từ khi mà nó đến, anh nói chuyện với anh đã bắt đầu cảm xúc như là nó rơi nước mắt xuống rồi. Và bây giờ hiện tại kết thúc chương trình anh cũng kiểu như còn rơi nước mắt rất là nhiều. Nhưng mà anh muốn nói với bạn đó rằng mày không thể yêu nhau, nhưng mà mình có thể làm bạn. Và anh hứa sau chương trình này, khi nào bạn ấy về không ăn với gia đình, thì anh sẽ đi theo bạn ấy để ủng hộ và cổ vũ cho bạn ấy, luôn ở bên cạnh bạn ấy. Tại vì anh cho em cái cảm giác là anh có thể gắn kết được với em. Anh cho em cái cảm giác là anh là người đàn ông có thể đi cùng em trên những con đường phía trước. Nói chung thì thật sự luôn, cha mẹ nào bị biết mình con mình như vậy rất là buồn, hiểu không? Nhưng một thời gian nào đó thôi sẽ bắt đầu giảm dần. Và công việc của em và những cái ngành nghề mà em đang chuẩn bị ấp ủ á, chuẩn bị làm á, mà làm cho cha mẹ mình nở mày nở mặt á, thì anh nghĩ chắc chắn cha mẹ sẽ hạnh diện vì em thôi, chứ không gì gọi là buồn hoài đâu. Không có cha mẹ nào buồn về con cái mình hoài được đâu. Thật sự anh đã trải qua, anh biết thật sự luôn á. Mẹ anh buồn lắm luôn, mà mẹ anh nói câu là sau này tao chết rồi tao không có ai bên cạnh mày, tao sợ mày già thôi, mày già rồi không ai nuôi mày thôi. Thật sự những lời nói đó, trời, tim anh nó nhói luôn em. Thật sự nước mắt anh nó rơi, anh không biết tại sao luôn á. Thật sự luôn á, nghe mình nó khom ao, mà trong khi đó bạn ấy đã chưa trải qua một mối quan hệ nào với một người đồng giới hết. Thì sau khi kết thúc cái mối tình năm 16 tuổi á, thì cho tới bây giờ thì em chưa quen ai hết, cả con gái cả con trai luôn. Từ à, có nghĩa mà... là em chỉ nhận ra giới tính của em chứ em chưa quen ai hết. Dạ. Mà một cái điều mà khiến em buồn nhất tới hiện tại là em chưa tìm được một người thật sự bao dung, thật sự hiểu em. Trong cái khoảng thời gian đó em đã có tìm hiểu với một bạn nam nào chưa? Dạ chưa quen, nhưng mà em cũng có cái cảm tình với nhiều người. À có nghĩa là em chưa bao giờ có một cái mối quan hệ chính thức với một bạn nam nào luôn. Chưa có một mối quan hệ chính thức với chỉ bạn nam. Chỉ là cái kiểu mà em thấy một người nào đó quan tâm em một chút, cái kiểu mà người ta ấm áp, người ta kiểu để ý em một chút xíu á, thì em cảm thấy là mình hơi rung động. Vậy với em người chưa yêu ai, vậy có bây giờ em yêu đơn phương một ai đó chưa? Chưa luôn. Chỉ là ở mức độ thích thôi, cảm nắng thôi, chứ chưa phải là đơn phương. Sao thích rồi em làm gì nữa? Dạ thích rồi để trong lòng. Rồi em có thổ lộ với người ta không, hay làm chỉ để cho ngờ? Dạ thì em quan sát xem là đối phương cũng có như thế nào với em. Bạn muốn nói với mấy bạn á là lỡ có anh nào mà hôm nay về với bạn thì là mối tình đầu đó nha. À với lại á, với lại cũng đúng là bạn, cái người mà ngày hôm nay mà bạn ấy tỏ tình đó nha, hẳn là phải rất cẩn trọng. Em ơi, nhưng mà ý là em đã cơm ăn với gia đình chưa? Chưa luôn. Nhưng mà sẵn chương trình này bạn không ao cho gia đình bạn, bạn ấy biết luôn. Thật sự luôn á, nói mà nghe không thể nào kiềm chế được. Kiểu như là nếu bạn ấy mà không ao với một người kiểu như là chín chắn hơn, lớn tuổi hơn, và một người đó kiểu như là cảm xúc họ kiểu như là có thể bảo vệ bạn ấy được lúc bạn ấy buồn, mà lúc bạn ấy cô đơn và đối diện với gia đình bạn ấy á, thì bạn ấy nên chọn những người như vậy. Còn nói với anh á, thì bạn ấy không nên chọn anh, thật sự luôn. Thì anh là một con người không tốt. Anh quen rất là nhiều mối quan hệ. Anh lên Sài Gòn khoảng 4 năm, anh gặp biết bao nhiêu người thật sự luôn. Trong cuộc tình anh bây giờ anh không nhớ là anh đã quen bao nhiêu người. What? Sợ mọi người cười, không phải sợ em cười, nhưng mà anh nói thật. Lúc là lúc kiểu như là lúc bồng bột tuổi trẻ thôi. Và bây giờ anh đã chín chắn, anh hiểu rồi. Nếu có quen thì mình quen cố định, mình quen lâu dài đó. Nên anh không có dám là cùng bạn ấy về nhà thôi như vậy. Sợ luôn. Nhưng mà Thà cho bạn ấy đau một lần thôi, rồi bạn ấy sẽ bình tĩnh trở lại, chứ không thể nào chấp nhận rồi lại chia tay khiến rất là đau nhiều hơn, hiểu không? Nên thả cho đau một lần rồi sẽ thôi, và chúng ta vẫn giữ mối quan hệ tình bạn, sẽ còn nói chuyện dài và chia sẻ nhiều hơn. Còn tình yêu mà chia tay xong á là sẽ kết thúc luôn ấy. Nên anh muốn là sẽ làm bạn với mấy mà không cùng mấy ra về là như vậy. Anh trải qua rất là nhiều kiểu như là chuyện tình cảm rồi, anh có quen rất là nhiều. Em nói em lên không ao, và anh là người đầu tiên trong cái chương trình này em tỏ tình với anh. Anh thấy anh chưa đủ kiểu như là chưa đủ duyên thôi.
tất cả những thứ trên đời này đều có duyên số của nó mà. Thì thông qua chương trình này thì anh gửi lời tới em là để chúng ta có thể kiểu như là không yêu nhau, chúng ta vẫn là bạn và có thể nhắn tin cho anh và kiểu như là tâm sự những lúc vui buồn thì anh cũng sẽ ở bên em. Khi em cần thì cứ nhắn tin cho anh, nếu em rảnh thì anh sẽ qua bên em thôi. Chúng ta cùng một cà phê hay là nó hẹn hò nhau. Nhưng mà anh nghĩ là tình bạn sẽ vui hơn tình yêu thật sự. Tại vì em mới khôm ao với gia đình thôi, nên anh nghĩ là tình bạn sẽ ok hơn. Còn tình yêu thì chắc chắn là no. Khoảng anh nghĩ là sẽ không ok khi mà em mới khôm ao mà em lại kiểu như là quen một người yêu. Trước mắt là anh nghĩ là nếu muốn em quen một người yêu thì anh nghĩ là lớn tuổi sẽ ok hơn và kiểu như là chín chắn hơn và bảo vệ được em, chứ anh còn nhỏ, rất là nhỏ tuổi, trẻ con, tính rất là con nít, anh không thể là bảo vệ được em. Nhưng mà anh cảm thấy là anh rất là đau sự từ chối em, phải là anh muốn lắm, nhưng mà anh kiểu như là rất là kiểu như là cái này là anh từ chối em để tốt cho em thôi chứ không có ý gì nha, nên đừng có buồn nha, vui lên, chúng ta vẫn là bạn mà. Em chưa dẫn ai về nhà đúng không? Em có thể dẫn anh về nhà thật sự luôn. Mình không có kiểu như là mình không thể hiện là chuyện tình cảm hay là mình, em chỉ cần dẫn anh về nhà thôi, anh sẽ cùng em đối mặt với gia đình em, anh sẽ nói phụ em và gia đình của em cho họ thông cảm, hiểu không, họ chấp nhận em. Đó, mình chúng ta sẽ làm người bạn. Chưa nha, để anh tặng cho em món quà nha. Cố lên. Quá phát ơi. Đây, bố bảo anh là những chiếc quần anh bán, em cũng biết đúng không? Là mỗi tháng anh sẽ ra những mẫu mới, anh sẽ gửi tới em tặng nhà cho em, anh hứa luôn. Em nhận đó, anh sẽ coi như là một người bạn luôn bên cạnh em. Nó sẽ luôn bên cạnh em. Anh xin anh cầm lại bông hoa nha. Thì hai bông hoa anh đã từ chối rồi. Thì đây, 5 bông hoa nhất định em phải nhận. Để được trọn vẹn 24 bông hoa này em gửi tặng anh ngày hôm nay. Thì 24 bông hoa này nó sẽ có ý nghĩa là anh sẽ ở trong trái tim em bây giờ và mãi về sau nữa. Rồi sau này chúng ta ai sẽ cũng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Rồi tới một lúc nào đó đủ duyên đủ nợ thì em cũng sẽ tìm được một người đàn ông dành riêng cho em. Nhưng có một điều em muốn anh biết là anh sẽ không bao giờ nhạt phai trong tâm trí anh đâu. Em sẽ luôn nhớ về anh, sẽ luôn nhớ về cái ngày này, một cái ngày mà em đã quá dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim, để vì một người cho mình cái cảm giác yêu thương mà bất chấp mà đến đây. Cảm ơn anh. Anh hy vọng em là sẽ sớm tìm được một người hợp với mình và sẽ cùng hành đồng hành cùng em trên suốt quãng đường mà em đã chọn. Mạnh mẽ lên nha, chàng trai của anh. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Ngay trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.